90. Ở đây là thị trấn Cao Phong của huyện Cao Phong, để đi vô thành phố Hòa Bình. Thành phố Hòa Bình còn 16 km thì sẽ đến rồi. Đi trên đường mình thấy để cam Cao Phong, ở đây là thị trấn Cao Phong của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Của hành trình đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam, vợ chồng mình đi từ điểm cực Bắc ở Lục Cú, Hà Giang, mình đi về điểm cực Nam ở Cà Mau, ở mũi Cà Mau. Xem giấy sẵn luôn. Miếng nhỏ thôi và ngón tay thôi, không lao được, miếng nhỏ và ngón tay thôi, đừng dệt ra đi à, ngồi lao tùm lum. Cũng mấy chỗ mà tao có buôn bán chạy vô lông trong luôn á, chứ phải ngừng lề đường. Đó được, mấy tới cây xăng nè, đi đường vắng ở thị trấn cấm đậu, đậu không có được. Quay dòm lại cái máy tính sao rồi.
thấy chưa? Thấy rồi, giờ làm sao? Thấy rồi thôi, quên để dưới đất á. Kia qua đường Hòa Bình. Đường này đường Hồ Chí Minh. Đường này là đường Hồ Chí Minh, còn đường kia là đường 79 rồi gì đó. 279 vậy. Đường này vô thành phố Hòa Bình. Cung các bạn, đèo Cung đi vô thành phố Hòa Bình. Trên bản đồ cũng không có để, trên Google cũng không để. Chỉ có quán bình đường đã để phải không? Tiểu nhân chân đèo Cung, thấy đường cũng lại lại bình thường, cũng không có gì. Ở đây là phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, mà đường phố vắng hoe.
bán bánh mì cầm ăn đỡ giống như Sài Gòn. Ngon. Đây có món, một là phở với bánh cuốn, bánh tráng cuốn. Hà Nội 79 km. Ủa, đi Hà Nội đi ngày gần thì đường xuất phát về Hà Nội mà vô đấy còn 70 cây số là Hà Nội, mình không có vô Hà Nội. Đây thành phố Hòa Bình rồi mà sao thấy không có ai hết trời. Còn 7 cây số nó vô trung tâm thành phố Hòa Bình chứ ha. Hồ Chí Minh. Được rồi. Được thoải mái. Chứ bò theo xe đó mệt lắm. Và bệnh thì bên trái, nội phải vô trung tâm thành phố. Hòa Bình đúng ra không có vô đây nhưng mà đi cho biết, thì cả đời chưa biết Hòa Bình là ở đâu. Đi cho biết thành phố Hòa Bình với người ta như Sơn La, Lai Châu vậy, nhỏ thôi. Phải đi cho biết. Đây Thái Bình, Hòa Bình. Vẫn là phường Thống Nhất. Thung Nai, Thung Nai là nãy mình ra Thung Khe, Thung Nai rồi mình ra đó. Mình đi Thung Nai, Thung Khe, đèo Thung Khe đó. Vô trong thành phố của mình là có gì ăn để nhớ đời không? Đây cái học cấm đậu xe này. Trời ơi, mát này, bỏ đâu rồi đây? Từ từ nghe, đâu có gì đâu bỏ. Từ từ từ. Đây, còn bún phở gì ăn cha này đi. Rồi bước xuống đi, bước xuống hơi rồi tôi về. Bước xuống cho nó mát. Tôi ghe liền vô. Thùng rác hay gì á? Rồi, ghé ăn phở quá. Ghé cái túi nha. Ghé cái túi.
cái trái này là gọi là trái gì? Quả sang, con mới sinh trong khách sạn. Quả sang hả? Lấy cái hạt của nó luộc lên ăn rất thì ngon. Có ăn, có ăn hạt mà không biết tên gì. Quả sang, quả sang 5.000 đồng chén bự rồi nè, mua 20.000 cái 2 kg mà không biết tên là hộp gì. À, nấu nó nở. À, nó nhảo nhảo. À. Em chưa đi vô chợ, gánh vô chợ có cho Phương nha, cho hạt sang.